Hiện giờ là 10 giờ 40 phút sáng thứ bảy ngày 21 tháng 8 2021. Mr. Lem đang đứng ngay trung tâm của giao lộ đường số 5 và đường Y của thành phố Lincoln. Đường số 5 và đường Y của thành phố Lincoln. Thành phố này đã nằm hướng đông bắc của thủ phủ Sacramento, tiểu bang California. Hôm nay Mr. Lem tới đây và những người địa phương này cho biết hôm nay có cái ca show, nên Sarah quyết định sáng nay quay trở lại đây để vận động tranh cử, đi gặp cử tri. Hiện giờ cô ta với mấy người kia đang đi vòng vòng. Mr. Lem quay một cảnh, cái cảnh này cho mọi người thấy. Và xin nhắc lại chứng minh đây là ngày hôm nay cho tới ngày hôm nay đã, đa số đi trên đây là coi như là 90% mà không thấy đeo mặt nạ đó. Trong khi tụi thổ tả truyền thông nó nói tầm bậy, nó nói là ở Cali là bệnh dữ lắm rồi, chết tùm lum vậy đó. Nó chỉ thông báo trên con số là cái quận hạt này, cái thành phố kia bao nhiêu, hôm nay có bao nhiêu ca bệnh, bao nhiêu ca chết, có thấy ai đâu. Đấy, làm sẵn đây á cho mọi người thấy. Đây, đa số là coi như là 90% là không có thấy. Ngay cả hai anh chàng cảnh sát đó, hai anh chàng cảnh sát vừa đi qua khỏi đó, đó hai anh chàng đó đâu có đeo mặt nạ đó. Nếu mà bệnh hoạn thì người ta sợ, người ta đâu có dám đi ra đường, chứ ở nhà trốn luôn chứ đừng có nói mà đi ra tùm lum như thế này. Đấy, đòi hỏi phải giữ khoảng cách 6 feet gì đó, 3 thước gì đó. Đây, đường này là đường Y, tiếng Việt là đường E đó. Nói xe người ta triển lãm à. Mọi người đi cuối tuần là người ta đi coi triển lãm xe. Đây là hướng bắc của đường Y. Còn đây là hướng tây của đường Phíp tới đường số 5. Đó. Còn chỗ này á, là hướng nam của đường Y. Hướng nam của đường Y. Và đây là hướng đông của đường số 5, đường Phíp. Đây, cô Sarah đi tới rồi đó. Chỗ này là trung tâm của thành phố. Nói thành phố cũng đúng, giống như là một cái thị trấn đây. Đó có cái bảng để lên Lincoln Shop Local, có nghĩa nếu mình yêu thành phố Lincoln này á, thì mình phải mua hàng của địa phương. Đấy. Đây có mấy cô này kìa, đeo dương miệng phát flyer vậy đây. À, xin nhắc lại mọi người làm ơn nhìn thấy những người trong cái video clip. Yeah. Những người trong video clip Mr. Lem đang quay nè, có ai đeo mặt nạ không? Tôi là ghét nhất là chụp hình, nhưng mà bởi vì đi đây phải nhờ tôi chụp, tôi chỉ thích quay video thôi. You ready? Ok, 1, 2, 3. Ok. Mr. Lem không bao giờ thích chụp hình, chỉ thích quay video thôi, có video sống động. Hình là nó chết một chỗ rồi. Tôi làm thích lặp đi lặp lại nhiều lần cho những người coi cái video này, làm ơn. Để ý nè, bao nhiêu người nãy giờ đi thấy bao nhiêu người mà đeo mặt nạ. Nếu bệnh mà như tụi thổ tả truyền thông nó nói là bệnh chết gì đó, ai sợ dám ra đường. Này đi tùm lum hết rồi nè. Mặt nạ đâu? Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 21 tháng 8 2021.
chứ không phải đây là không phải là cái clip cũ mà tụi thổ tả hay là nó đưa cái cũ mà nó dựng thịt cái mới. Giờ đi coi xe họ triển lãm đủ các loại xe đây. Xe xưa không thôi. Có người họ chỉ đem ra đây show à, tôi có chiếc xe cũ đắt tiền vậy chứ họ không bán, hoặc có người đem ra phải giá thì họ bán, họ mua vậy thôi. À, đi xe. Ông này chắc là are you the police chief in I am. Okay. Yep. Nice to meet you. Oh, you too. I'm from Orange County, California. Okay. Yeah. I'm all the way up here, huh? Yeah. I'm very happy that I know no mask, no nothing right here yet. Yeah. Yeah. A little different than Orange County. Yeah. Great. Thank you for your service. You bet. Thank yeah. you. Yeah. Ông này là cảnh sát trưởng của thành phố này. Yeah. May I have your name, sir? Yeah, it's Matt Al. Matt Al. Okay, thank you. Thank you. Ông tên là Matt Al. Cảnh sát trưởng của thị trấn này, của thành phố này. Đó. Cảnh sát trưởng cũng đâu có đeo mặt nạ, trong khi kỳ rồi mấy tháng trước ở Huntington Beach, thằng cảnh sát trưởng nó đeo vậy thôi chứ thật sự sợ mẹ gì đâu. Đây. Mình nói mày cảm ơn ổng phục vụ, ổng không có đeo mặt nạ, ổng nói không có giống như Mr. Lem giới thiệu, Mr. Lem từ quận Cam đi lên. Mr. Lem nhận ra ổng là cảnh sát trưởng, bây giờ ổng đeo sao? Ở đây á, ở đây không phải như thời trước 75 hay tụi vừa cộng á, là cảnh sát trưởng hay là chỉ huy công an gì của tỉnh này nọ đó là mang sao là tướng. Ở đây hay thằng nào mà mang ngôi sao á, không phải là nó tướng đâu, mà nó là cảnh sát trưởng thôi. Cảnh sát trưởng rồi tới người đại quý rồi tới mấy trung sĩ thôi. Mà hay cảnh sát trưởng thì nó đeo 3-4 sao chơi vậy đó, chứ không phải là đeo 3-4 sao là trung tướng, đại tướng, chuẩn tướng gì hết. Rồi thêm một phần nữa, thường thường người Việt Nam đa số dịch sát nghĩa, thí dụ police officer theo miền Nam Việt Nam hồi xưa, police officer mình dịch ra đó là nhân viên công lực thôi, cảnh sát nhân viên công lực. Còn đây nó dịch sát nghĩa officer là sĩ quan, hễ ông nào cũng sĩ quan cảnh sát, tầm bậy. Không phải, nó đi nguyên đường à. Này, đi chỉ một cái đoạn về hướng bắc của đường Y thôi đó. Rồi xe quá trời xe rồi. Yeah. When I saw the flag, I know where he is. Yeah, well, that's what I was looking for, was the flag. Yes. Mr. Lem muốn lải nhải cho mọi người biết. Đồng ý là hãy lải nhải là người ta nghe là bực mình lặp đi lặp lại. Nhưng mà Mr. Lem muốn thích lặp đi lặp lại cho những người mà thổ tả, nghe tin bọn thổ tả. Nói ở Cali là bệnh rồi chết vậy. Đây. Bệnh chết thì làm sao ai dám ra đường, lây nhiễm đó. Hiện giờ là trên đường Y và đường Six, tức là đường số 6, hướng đông của đường số 6, hướng nam của đường Y, hướng tây của đường số 6. Còn một đoạn nữa là hết xe triển lãm rồi.
Bọn tổ tả nếu coi cái này thì làm ơn ngó vào và nhìn thấy coi bao nhiêu người nãy giờ Mr. Lem đi ngang đeo mặt nạ. Đây hai người này là cảnh sát hay là nhân viên an ninh giữ trật tự đây nè, cũng đâu có đeo mặt nạ. Good morning. Hi. Hồi trưa là lúc mà chưa có lên miền Bắc trên này á, Mr. Lem nghe nói là cái vùng ở phía Bắc này là đa số là tụi cấp tiến, tụi dân chủ. Nhưng thật sự lên đây thấy ở này nó còn bảo thủ dân giống theo Cộng Hòa. Nó đâu có sợ cái vụ mà bệnh hoạn gì đâu. Ồ, trên này còn xe nhiều quá nè. Biết bao nhiêu xe mà nói. Chỗ này là đường đường số 6 với đường F. Bây giờ Mr. Lem đi về hướng nam của đường F. Đường F right here. Đông quá trời đông, đông quá đông người. Mr. Lem xin phép tới đây ngưng một chút vì lý do phải get like đi ở hải ngoại gọi là đi thăm Lăng Bác đây. Get like để thăm Lăng Bác đây. Lăng Bác ra thì ở đây người ta cũng có cho nước rửa tay nè, xà bông đây. Đạp cái chân dưới thì nước nó sẽ chảy. Đây, rồi có giấy. Giấy lau tay. Lem tiếp tục đi về hướng nam của đường F. Trở lại đường này, đường cắt ngang này là đường số 5. Đủ hiệu, đủ kiểu, đủ loại xe hết. Xin nhắc lại rất khó nhìn thấy được một người đeo mask, đeo mặt nạ. Rất khó. Nghe nhạc xưa.
Wow, xe này đời 1932. Xe này đời 1942. Nãy giờ lo đi quay vòng vòng không để ý những cái chiếc xe xưa nó có bảng nó để xuất xứ đời chế. Những chiếc xe này họ độ lại thấp xuống này. Phía này là bán đây, anh chàng cảnh sát highway patrol này cũng vậy, đâu có đeo mặt nạ mặt nếp gì đâu. Cuốn này là bán thực phẩm. À, chỗ này là bán mật ong từ địa phương. Yes, try. Bà này thì bà sợ, bà đeo mặt nạ cho thử mật ong. That one there, star thistle. Yeah, okay, thank you so much. Trash right here. Thank you. Bỏ rác đàng hoàng. Mr. Lem đang trở lại đường số 5. Đây mấy anh cảnh sát này cũng lợi dụng cơ hội đi tuần tra rồi đi coi xe xưa. Wow, xe này. What year, what model, sir? It's a 29, looks like it started as a 29 Chrysler. Why? 1929. Yep. Oh, 1000. Yeah, okay. Thank you. 1929. Đây, đang tiếp xúc với dân chúng sát một bên đàng hoàng, đâu có sợ chuyện gì đâu, phải đeo mask cách xa 3 thước, 6 feet vậy. Xe đời 1929. Oliver. Hồi tối mới từ Lem đến cái nhà hàng Oliver này. Once again, welcome everybody to the 21 Downtown Car Show by Rod. Xe nhà của Mr. Lem là sẽ thấy Mac California Go Again, cái lá cờ. Acupuncture, Integrative Health, Lincoln, O'Reilly Auto Parts, and Get Axe. For all of our platinum sponsors, we also want to thank our gold level sponsors, including Indy Auto Parts, Roseville Auto Mall, Camera Studios, Music Theater. Rồi tối mới tà lem tới đây. Phía đó là cái đường Lincoln, là cái đường chính vô cái thị trấn này. Tối mới tà lem đứng ngay đây thu hình. Đây là trên đường số 5. Còn người ta bu lại coi cái gì. Okay.
Xe này xe thể thao đời 1972 Datsun 240Z. Xe này cái thời điểm đó là thuộc về xe thể thao là. Xe đời 1950 hiệu Ford. Ford Mustang. Ford Mustang luôn. À, ở đây cũng có một cái bàn để người ta kêu gọi trước phế Nelson là cái người đương nhiệm thống đốc tiểu bang này, và cô Sarah là cái người ra ứng cử để thay thế Nelson. Mr. Lâm trở lại để thấy cô Sarah đang tiếp xúc với những người kế tri đây. Good morning. Good morning. This is one of my friends. Oh, hi, I didn't know. We just met the other day. Oh. Yeah. Yeah. Okay. I don't need that many. Just give me half. I am with her. Oh my gosh, I was at the Capitol the other day. I remember you being there. Yeah, all right. They're on. Yeah, thank you for joining us. Okay. Bà nói là bà đã thấy mấy tụi em bữa ở Sacramento, chỗ thủ phủ. Bây giờ bà đi theo cái nhóm này, bà cầm cờ luôn. Bây giờ tạm thời tắt. Xe này đời 1930, hiệu Ford. Mà đăng bộ hồi năm 1958. Xe này là xe Chevrolet đời 1967 SS, là một trong những loại thời điểm đó là xe thể thao. San Jose. Cái này thì từ San Jose đem lên triển lãm. ...1939, xe Ford 4 cửa Deluxe Owner. Xe đua, hiệu Chevrolet, cái model là Corvette. Xe này để coi năm mấy. 1963. Nãy giờ đi biết bao lâu mới thấy có cái ông này, ông đeo mát nè. Đi lòng vòng một hồi thì cũng gặp ông cảnh sát trưởng ở đây. Xin nhắc lại, cảnh sát trưởng ở đây họ đeo 4 sao vậy chứ không phải là tướng đâu nha. Không phải cấp bậc gọi là tướng, trung tướng, đại tướng đó. Để đeo, thấy đeo sao nhiều là biết cảnh sát trưởng thôi. Cảnh sát trưởng cũng không có đeo mặt nạ gì cả. Wow, xe này sơn là đẹp quá, 2-3 two-tone, tức là hai màu. Hồi nãy Corvette nữa, bây giờ chiếc này cũng Corvette nữa, xe này coi đời mấy, 1966. Đây còn hai anh chàng này là cứu quả. Đó, cứu quả cũng không có đeo mặt nạ gì cả. Wow,
Xe này còn đặc biệt 1934 Chevrolet. All night. Good morning, sir. Good morning. How are you? Good, excellent. Xe Ford. Xe Ford này có đời mấy? 1949. 1949 là bằng tuổi ông anh hai tôi đó, năm nay bảy mấy tuổi rồi. Lai mạch xe này coi đời 1948. Xe này sơn chưa? Ở trong rồi. Đẹp. Xe Ford đời 1936. Còn cũ hơn nữa. Cái hút dở lên. Coi xe này đời mấy đây. Wow, 1955. Xe này được trúng giải ở đây nè, Special Winner đời 1956, xe Ford F100. Wow, F100 tức là cái loại này là hồi xưa là xe như là xe truck nhỏ, đúng rồi, xe truck F100. Vì cộng nó dịch là bán tải đó. Và độ cái bánh xe nó thấp xuống. Đây ở đây có một anh này là file được phải mình nữa. Good, how are you, sir? Good. I love it here. You love it here? Yeah. Yeah. I'm from Orange County. Oh really? Yeah. What part of Orange County? South. I have family in Laguna Niguel. Oh yeah, that's far more. Yeah. I in Santa Ana. Santa Ana? Yeah. Gotcha. I love here. No much. Give me a break, man. Yeah. Nói giọng là thích ở đây là không thấy người ta đeo mask. Nếu phải đeo mask thì nếu sợ chết thì nên ở nhà chứ đừng đi ra đường. Mr. Lem nghĩ vậy đó. Sợ chết thì ở nhà chùm mình đi, ok? Chiếc xe này Ford Mustang mở đời năm 1964 và có 1/2 nữa, năm 64 rưỡi. Xe convertible, xe mui trần thời đó là ngon lành. Đây, một chủ từ xưa tới nay, lúc chủ còn trẻ đó. Chiếc xe này hiệu xe Ford nè. Cái đời 1927. Mới giờ hỏi ông chủ. Nó không có để bản hiệu. Nhưng mà đã 1927. Chiếc này là đời 1964 Ford Thunderbolt. Tạm dịch là lưỡi tầm sét. California Highway Patrol dịch ra tiếng Việt như trước 75 là tuần lưu xa lộ. Đây, mấy anh chàng này cũng đâu có anh chàng nào mà đeo mask đâu. Hồi nãy có gặp hai anh này đây.
You guys will be on YouTube tonight. Yeah. Thank you, thank you. Xe này sơn màu tím, màu mè quá. Hiệu Ford đời 1935. Bên này cũng xe Ford nữa. Ồ. Xe này đời 1940. Yes. Thank you. Xe này đời 1932. Mr. Lam chỉ chọn những chiếc xe mà Mr. Lam nghĩ là đặc biệt mới quay thôi, bởi vì nếu mà quay hết thì không có đủ thời gian, chứ coi nhiều coi lâu thì chán thôi. À, chiếc này xe Ford đời 1928. Có hai chỗ ngồi đó. Ồ, xe này xe truck nữa. Đây. Xe truck chứ cộng gọi là bán tải nè. Xe xưa mà sơn lại màu mè gì thì mấy tài em không thích, nhưng mà nó chỉ có giá trị là cái giấy tờ với cái sườn xe xưa thôi. Hai loại bánh khác nhau, bánh trước bánh sau khác nhau. Giờ đời 1932. Hiệu Ford nữa. Đối với Mr. Lam thì nó có chỉ giá trị xưa thôi, chứ không thích thứ này, bởi vì sơn phết rồi trở lại chế lại tất cả hệ thống thắng nó. Ống nhúng như nó tay lái rồi là mới hết rồi. Này là xe Chevrolet dần dần. Rồi xe này đời 1941. Sẵn đây Mr. Lam nói thêm về vấn đề xe. Mỹ nó có mấy cái hãng chánh là xe GMC, tức là General Motors Corporation, công ty xe đầu tiên. Nhưng mà những cái model mà nó phụ thuộc cái sau này nó chế ra cũng từ GMC, nó lấy là Chevrolet rồi Pontiac rồi Buick, ba cái công ty nhỏ, nhưng thật ra nó chính của nó là của thằng GMC. Việt Nam mình thời chiến tranh thì quen với cái danh từ xe GMC, đó là cái loại xe cam nhông, xe chở quân đội, xe của quân đội chở lính đó. Chứ thật ra đó, GMC hay là Pontiac hay là Chevrolet hay là Buick là một công ty ra. Cũng như Toyota thì có thằng Lexus, cũng là Toyota, hay là Nissan thì có thằng Infiniti, hay là Honda thì có thằng Acura. Vậy thôi, nó đẻ ra. Chứ thật ra là cái công ty chính là cái thằng Mỹ thì nó có, hay là hãng Chevrolet. Người ta tưởng xe Chevrolet riêng đó, nhưng thật ra nó là của GMC. Chrysler thì của hãng Plymouth Chevrolet nữa. Nhưng mà cái model xe thể thao nó là Corvette 1963. Xe đua, xe sport car. Đây. Thunderbird này của hãng Ford. Xe Ford hồi đó người ta hay nói giỡn chơi, nó viết tắt là FORD, là Fix or Repair Daily, tức là xe Ford này là sửa chữa hàng ngày luôn, mua xe đó là chết vậy thôi. Ta ngạo. Ford FORD, Fix or Repair Daily, mỗi ngày phải sửa chữa. Wow, để coi chiếc này.
1932 luôn. Chevrolet. Một 1957. Một 1956. Pontiac. Pontiac mà đồ Pontiac thôi, nó cũng là thuộc về hãng GMC là chính. 1965. Xe này đời 1940, xe Ford luôn. Để coi xe này. 1938 Chevy Chevrolet. Hãng mẹ nó cũng là GMC. Một 1932. Xe này nó sơn cái màu vàng, cái màu này tựa chứ là hãng John Deere. Để coi. Xe Jeep đời 1948. Độ lại sơn là bóng loáng. Xe này sơn two tone. Một 1925. Stingray là còn cá đuối Chevette nữa. Cá đuối nó chích Stingray. Xe này xe cái của Mercury, tức là nó là chi nhánh của hãng xe Ford thôi, đời 1940. Hãng Ford thì nó có Mercury, có Lincoln. Xe đời 1937, bán 68.500 đô ra giá. Tiền về cộng là khoảng gần 1,5 tỷ. 1,5 tỷ hồ tệ. Đây xe truck đời 1957 Chevrolet đó, chi nhánh của hãng GMC. Xe truck nữa, truck đời xưa. Cái thùng phía sau để chở hàng đó, gọi xe truck. Xe này đời 1930 hiệu Ford. 930 hiệu Ford cũng truck luôn. Rồi xưa cái thùng của chú chéo vậy đây. Hãy coi chiếc xe này á, nó độ lại là cái cửa bật lên như xe đời mới vậy. Your dad was a Studebaker fan, right? What year, what model is it, sir? What year, what model? 1953. Yes. And, Studebaker. Look like Corvette. Yeah, it got that. 383. That's the engine side, right? Yeah. Yes, it is. Pontiac này là nó là chi nhánh của GMC nữa đó quý vị. Đời 1937.
Đây. Nhiều người không biết, nói xe phong chắc không phải. Chính của nó là GMC, rồi nó mở ra thêm chi nhánh khác là Chevrolet Buick với phong chắc. Ai chưa biết về xe thì nên hiểu như vậy. Wow, chiếc xe này Irish. Anh chàng nhỏ này là phóng viên tương lai đây. Đeo mặt nạ. Để coi xe này đời mấy. 1927 Ford Model T. Nhưng mà tại sao lại xe Ford mà lại có cái nắp máy Chevrolet? Mày nó chế tùm lum hết à? No. Sườn thì xe Ford mà máy thì máy xe Chevrolet. Nó no, như chiếc xe này mà nếu mà cho Mr. Lem mà Mr. Lem bán để lấy tiền thì Mr. Lem lấy cho để chạy là no. Đời 1965. Ớt lì bởi vì khi hơi cái máy chần dần phía trước nó chế lại thôi, chỉ có sườn là cũ thôi. Chạy xe cái máy chần dần phía trước vậy đó. Đó coi chiếc xe này. Một 1933 Cobra. Vậy là xe này cũng GMC nữa. Mr. Lem quay một vòng nữa là tạm ngưng bởi vì nhiều quá rồi. Đối với Mr. Lem mà quay khoảng chừng một cái clip video coi chơi đó khoảng chừng 20 phút trở lại là ok. Nhiều quá, một đề tài là người ta nhàm chán. Tâm lý Mr. Lem nghĩ gì vậy? Xin nhắc lại lần cuối. Ở đây là đông nè. Nãy giờ là rất rất ít người đeo mặt nè. Ồ, có cái bà này vừa nhắc là có bà này nè. Bà đang đi lại tới nè, đây. Chỉ có bà này nãy giờ trong khu này thôi. Ngoài ra mình lại nhắc thêm ở Mỹ này á, nếu mà chúng ta đi thấy cái nhà nào mà đa số người nào mà yêu nước Mỹ theo Đảng Cộng Hòa là luôn treo cờ. Bởi vì tụi dân chủ thổ tả thì nó không yêu nước Mỹ. Nhiều khi nó đốt cờ nữa chứ nó đâu có cần cắm cờ trước nhà. Nên mình đi mình thấy cái nhà nào mà có treo cờ đó, đó là phải hiểu là Đảng Cộng Hòa và những người yêu nước Mỹ. Một chiếc xe này là xe đời 1951. Già hơn Mr. Lem nữa. Xe Ford. Cái này nó độ lại, oh my god, nó độ lại cái máy phía sau lưng rồi. Bánh gì coi thấy lạ chơi vậy chứ. No, cho Mr. Lem bán để lấy tiền thì lấy, chứ cho mà để chạy là no. Thank you for the water. Thank you. Ở đây là cho nước uống free. Lửa chai ngắn. Thank you, thank you. Ông thấy cái mặt trên địch của Mr. Lem lạ hỏi cái gì. Mr. Lem mua đâu biết. Xe này không biết đời mấy nữa. Ở đây người ta để này cho người ta, ai bỏ ống thì muốn giúp để sửa lại chiếc xe này mới thì cho tiền. Help us restore our Jeep. Còn 965 xe lua.
tâm lý nếu mà bị bệnh, mình đừng nói bệnh, mình thấy mấy cái người mà ăn mặc bẩn thỉu dơ dái là gần mình còn sợ nữa, chứ đừng nói dịch bệnh là phải sợ ở nhà. Nó đâu có ra đường mà ngồi ăn chơi kiểu này. Watching, and don't forget to subscribe.